Vâng, hello, em xin chào tất cả anh chị em và con cô bác này nha. Em Thịnh gửi lời chào thân thương. Lời nói đầu tiên chúc cho anh em bà con mình an lành, nhiều sức khỏe nha. Thì bây giờ em lên cho anh em mình em xe nè, Kia Forte. Nói chung là xe này chạy rất là sướng. Bây giờ em cho nhân viên em đi mua xe, xách xe này đi nè. Tại nó tiết kiệm nhiên liệu anh chị ha. Máy có 1.1 này thì nhớ 1.6 gì quá. Em này là Kia Forte 2.11 anh chị. À chắc là 1.6. Form dáng đẹp anh chị ha. Em này nó ở là phân khúc C, cho nên là form dáng rất là đẹp và dài, đầm chắc, xuống chạy đầm lắm anh chị, chạy êm đầm. Thì giá tiền cũng rẻ anh chị ha. Xe này là em bao cam kết xe gia đình nha anh chị nha, không bị cấn đụng nha, keo chỉ riêng đó. Máy số gầm còn êm, biển Tiền Giang ngay chủ đó. Form dáng thì khỏi phải chê, em đi vòng anh chị nhìn nha, còn rất là đẹp. Tại hồi sớm em xách xe này đi gửi hồ sơ cho nó hơi dơ, cái mâm nó xình không à, thôi lỡ thì quay luôn, tại mấy nay cũng mưa gió rửa hồi cũng dơ nữa. Mâm bọc đẹp anh chị ha, đăng kiểm tới tháng 5 2023 nha anh chị nha. Nhanh lái thích hợp trên gương luôn đó. Cụm đèn rất là đẹp. Phong dáng xe này thì nhìn còn khá là bắt mắt và không lỗi thời ha anh chị ha đó. Rồi bây giờ để em đi vô phần nội thất cho anh em mình xem nha. Nội thất nguyên dàn ghế nè, ghế da, có cái tì tai để học để nước nữa nè anh chị ha đó. Chẳng là nỉ riêng theo xe, bọc xi lanh riêng nha. Nỉ của túp lô còn luôn nha anh chị nha. Sàn bọng còn rất là khá xe ha. Kính bấm nỉ còn không anh chị, nỉ đẹp ha. Vân sần nè. Xe gia đình thì đa phần là vân sần mà lúc nào nó cũng đẹp, nó không có bị mòn ha anh chị ha. Đó. Keo chỉ nữa nè, nguyên bản. Xe không lỗi nha anh chị ha. Cửa đóng nghe chắc mịt đã lắm. Keo chỉ nữa nè anh chị ha. Nguyên bản hết nha anh chị nha. Nỉ nè. Nút bấm nè, lốc kính nè. Gương chính chỉnh điện nè, chủ á người ta kỹ, người ta dán cao trong, người ta dán này nè, chị dán cao trong này hết trơn luôn nè, cái này cũng dán cao trong luôn nè, đến tới cái này cũng dán luôn nè. Em thấy người ta dán thôi, em để cho người ta dán luôn, em cũng không có lột. Logo tem bọng nhãn mát thì còn đầy đủ ha chị ha. Em mình là số sàn nha chị nha, logo Kia nó là đóng luôn nè ha. Keo không à, giờ ghế nè, vô lăng nè, vô lăng có nút tích hợp nha chị nha, túi khí nè anh chị ha. Đó, rất là sáng xe. Thì anh em nào ở xe này, anh em nào muốn lên màn hình Android thì lên cho màn hình Android lên, nó 5.5.5 triệu à, cỡ đó rồi ha đó. Hiện tại anh em đi này là màn hình là không có màn hình Android, nhưng mà nó xài DVD, xài Bluetooth, xài jack, xài được hết, xài CD, FM được ha. Số thì xe này tới 6 số luôn ta. Ôi ghê vậy, bữa giờ không để ý xe này 6 số luôn anh chị, giữ 6 số là chắc là bán xịn à. Ít có bán mấy dòng này cũng không rành lắm anh chị, nhiều khi mình nói nhiều khi không đúng, anh em cũng đừng cười em nha. Cũng lâu lâu mới bán mấy dòng này. Mình thì mình chiên mấy cờ gu siêu vít rồi thôi, chứ Kia thì cũng không Kia chiên gì món ninh. Mấy dòng này lâu lâu mới mua được, gia đình hiếm, lâu lâu mới có bán. Máy êm lắm, em này cái máy cực kỳ luôn anh chị. Máy hình như cũng chưa rửa máy luôn. Thấy vội quá thôi lên cho nên mình đầm chắc xuống. Chạy cực kỳ êm luôn á. Xe này thì cũng còn khá xe anh chị ha. Túp lô, túp ly, nỉ con sần nè. Chạy còn rất là khá xe. Máy thì lạnh teo nha anh chị nha. Máy bao lạnh luôn. Còn cực kỳ lạnh luôn. Vô lăng cũng tích hợp nè anh chị nha. Keo chỉ ở trong à. Nguyên bản hết. Xe không lỗi nhỏ nha anh chị nha. Mâm mới tinh. Nhìn lại rất đẹp anh chị ha. Gầm còn rất là mới luôn. Cái máy nổ không nghe tiếng động luôn á. Máy là chưa rửa nha chị, nó hơi dơ ha. Anh chị không cảm nha. Anh em là đến đây mua em sẽ rửa máy liền trong vòng 15 phút. Kêu chị nè. Đầy đủ hết, nguyên bản hết. Dấu điện không chị, đầy đủ, nói chung là cabo đầu đít nguyên nguyên không lỗi nha chị nha. Máy riêng, số riêng nha anh chị nha, không có một miếng hơi miếng khói nha anh chị nha ha, còn rất là chất lượng. Để ngày mai em cho rửa máy với vệ sinh nội thất lại cái giờ vội quá, quay cho anh chị em mình xem luôn. Máy rất là chắc nha anh chị nha. Thì
anh chị em nào mà thích cái dòng này thì liên hệ ngay cho em Thịnh mình ha, qua số là 0834 33 3371 hoặc là 0397 026 935 nha anh chị nha. Giá muốn bán cho anh chị em mình là 265 triệu. Cảm ơn em mình nhiều nha.